Xin chào bạn đến với công ty HCTech. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cấu tạo của bồ nối hút chân không tại công ty HCTech. Một bồ nối hút chân không tại chúng tôi thì sẽ có một máy bơm chân không, một bồ nối kèm với phụ kiện. Thì đây là nồi 12 lít, mình sẽ lấy để đưa ra chi tiết cấu tạo của cái bồ nồi này. Các dung tích khác nhau thì cấu tạo cũng tương tự như bồ nồi 12 lít này nhé. Đây mình sẽ khui một cái thùng mới để xem cấu tạo bên trong của nó. Đây là thùng mới nhé. Thì cấu tạo của bồ nồi này đầu tiên sẽ là nắp nồi, một tấm lót ở đáy nồi, một bộ phụ kiện, và đây là nồi hút 12 lít. Thì để sâu ra chi tiết cấu tạo cũng như đặc trưng của từng cái bộ phận này thì mình có bóc sẵn ở đây một cái bộ nồi trước. Đầu tiên là phần nắp của nồi. Thì nắp nồi được thiết kế bằng vật liệu mica trong. Trong quá trình sử dụng và mình có thể thông qua cái nắp nồi này để quan sát được bên trong thùng nồi. Bên ngoài của nắp nồi có một lớp gioăng cao su đảm bảo được là khi đặt vào nồi sẽ đạt được độ kín tốt nhất. Và nắp nồi này thì có độ dày là 2cm nhé. Đây, tất cả các nắp nồi ở tại công ty HCTech thì đều có chung cấu tạo như thế này nhé. Tiếp theo là về phụ kiện đi kèm. Thì đây là bổ van điều chỉnh cùng với đồng hồ đo áp suất chân không. Đồng hồ này là dạng đồng hồ có dầu để mình có thể theo dõi áp suất trong quá trình mình hút chân không. Đây là cái bổ van điều khiển để đây là điều khiển phần cổng hút và đây là điều khiển phần xả. Tiếp theo đây là ống dây dẫn khí bằng silicone. Thì ống dây dẫn này sẽ kết nối bơm chân không vào buồng hút chân không. Đây là bộ phận tấm lót silicone ở đáy nồi. Thì tấm lót này sẽ có tác dụng là lót ở dưới đáy nồi. Khi mà mình cho dung dịch vào hút thì mình sẽ hạn chế được dung dịch tràn ra làm bẩn và gây khó vệ sinh cho đáy nồi. Thì quá trình sử dụng mình chỉ cần lót cái này và nếu nó có tràn ra thì nó sẽ ra ở cái phần này thì mình sẽ dễ dàng hơn trong khâu vệ sinh nhé. Đây là phần nồi. Thì bộ nồi này thì được công ty HCTech nhập khẩu nguyên đai từ nhà sản xuất. Thì quý khách sẽ có nhu cầu về bộ nồi này có thể liên hệ đến công ty HCTech để được mua được sản phẩm chính hãng, giá tốt cũng như là có các chính sách bảo hành và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu. Thì nồi hút này sẽ được cấu tạo bằng inox dày dặn và chắc chắn nhé. Kích thước của nồi thì nó sẽ có các kích thước to nhỏ khác nhau cũng như dung tích đa dạng để bạn có thể lựa chọn cùng với quy mô sản xuất của mình. Thì hiện tại là bên HCTech sẽ có các dung tích nồi 8 lít, 12 lít, 20 lít và 24 lít nhé. Tiếp theo là mình sẽ review máy bơm chân không mà đi kèm cùng với bồ nồi. Thì mỗi bồ hút chân không sẽ cần có một máy bơm chân không để hút chân không. Đây là máy bơm chân không đi kèm với bồ nối hút chân không. Thì bên HCTech có bán rời bơm và nồi nhé. Thì mọi người nếu có nhu cầu thì có thể liên hệ với kỹ thuật để tư vấn và báo giá về từng cái phần riêng của bồ nồi này. Mình sẽ mở bơm ra để mọi người có thể xem bên trong. Đây là máy bơm chân không RS2 đi kèm với bồ nồi 12 lít vừa nãy nhé. Có dầu chân không đi kèm với bơm. Đấy, bơm bọc rất là chắc chắn luôn. Thì máy bơm chân không này có lưu lượng ổn định cũng như là áp suất chân không đạt yêu cầu để hút chân không cho các dung dịch khử khí của bản. Thì máy bơm này là loại vòng dầu một cấp RS2 với lưu lượng là 4.5 cm, tương đương với 127 lít trên phút, áp suất chân không đạt 5 PA, công suất là 1/3 HP. Thiết kế của bơm là gọn nhẹ cũng như là dễ cầm nắm di chuyển.
thì khi sử dụng với bộ nối hút chân không thì sẽ đạt được hiệu quả hút chân không cao cũng như là dễ lắp đặt và sử dụng. Thì bộ nối hút chân không này bạn có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau như là khử khí cho dung dịch composite, silicone, resin, ứng dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc là các phòng nghiên cứu, cũng như là các ứng dụng cho việc làm đồ trang sức, làm thiết nội thất, làm cây cáp và nhiều ứng dụng khác. Thì mọi nhu cầu cần tư vấn cũng như báo giá về bộ nối hút chân không, quý khách có thể liên hệ đến công ty HCTech qua hotline 0904 643 816 hoặc 0902 176 051. Ngoài ra thì trên kênh YouTube của chúng tôi cũng có các nội dung về việc tư vấn lắp đặt cũng như là sử dụng bộ nối hút chân không này. Bạn có thể nhấn đăng ký và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.